Đây, chúng ta sẽ đi qua cái vòng xoay nhiều kỷ niệm ngay cái thương xá Đồng Khánh đây anh chị. Thương xá Đồng Khánh vắng tanh ha. Đóng cửa, chắc là cũng ngày mai người ta mới mở cửa lại anh chị. Đây, thương xá Đồng Khánh đây. Đó. Ngày thường nó đông đúc, nó nhộn nhịp biết bao nhiêu thì ngày Tết nó lại vắng vẻ biết bấy nhiêu. Và em rất là thích cái không khí này anh chị. Một năm thì cũng có mấy ngày thôi, chứ không cũng không có nhiều. Hello, dạ em xin gửi lời chào đến cô chú anh chị và các bạn nha. Gửi lời chúc năm mới, lời chào năm mới đến tất cả cô chú anh chị. Và chúc cho cô chú anh chị một năm mới thật là nhiều thành công, may mắn và sức khỏe. Hôm nay là ngày mùng 5 Tết anh chị. Và trước mặt anh chị, đây là chúng ta đang đi hướng lên cầu Nguyễn Tri Phương và đi qua khu vực quận 5, đường Đồng Khánh, Trần Phú, huyện Hoàng Khi Xưa anh chị. Và đi thẳng theo cái đường Nguyễn Tri Phương này thì chúng ta sẽ tới Trần Quốc Toản. Ngày nay đó là 3 tháng 2 anh chị. Hôm nay thì là mùng 5 Tết. Hôm nay mùng 5 Tết. Anh chị thấy là bên tay phải của em đây là rất là nhiều nhà người ta vẫn còn chưa có mở cửa anh chị. Đường phố thì nó đã đông đúc trở lại rồi nhưng mà còn vẫn rất là thông thoáng. Rất là thông thoáng so với những cái ngày trong năm. Đó. Chúng ta đang đi lên cầu Nguyễn Tri Phương nha. Hôm nay thì em mùng năm Tết. Em đi một vòng dọc theo tuyến đường Trần Hưng Đạo, ngày xưa nó là đường Đồng Khánh anh chị. Em đi thẳng lên khu vực trên quận 5 Chợ Lớn để cho anh chị nhìn ngắm phố phường ha. Nhìn ngắm phố phường Sài Gòn mình ngày mùng 5 Tết nó không có vắng vẻ nhưng mà nó cũng khá là bình yên, cũng khá là thông thoáng so với những cái ngày thường anh chị. Đây, chúng ta đang đi lên cầu Nguyễn Tri Phương, bắc qua cái con kênh Tàu Hủ. Phía dưới chúng ta có đại lộ Võ Văn Kiệt nha. Đó, và phía trước anh chị thì là hai bên thì có hai cái cư xá rất là cổ ở khu vực Nguyễn Tri Phương này, là khu vực Đại Thế Giới, nằm bên tay trái của em anh chị. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ quẹo trái xuống cầu, chúng ta sẽ quẹo trái lên khu vực Đồng Khánh, Trần Hưng Đạo anh chị, để chúng ta xem đường phố Sài Gòn, Chợ Lớn, khu vực người Hoa ngày mùng 5 Tết người ta có những cái hoạt động gì anh chị ha. Đây, ở đây thì chúng ta phải không có được rẽ bên tay trái anh chị, cho nên chúng ta phải đi thẳng lên một đoạn nữa. Chúng ta đi cái đường Trần Phú ngày nay, xưa kia đó là Nguyễn Hoàng đây anh chị. Đi thẳng hướng Nguyễn Tri Phương này thì chúng ta tới khu vực 3 tháng 2. Trần Quốc Toản khi xưa nha. Rồi, anh chị nhìn ngắm lại các cái con phố. Năm mới anh chị không biết là đã phát tài chưa ha? Có lộc đầu năm chưa ha? Thì xin chúc anh chị những cái niềm vui, những cái lộc đầu năm sẽ đến với gia đình mình nha. Ở đây bên mé tay trái của em là Đại Thế Giới, công viên nước nữa, ngày nay nó là cái trung tâm văn hóa của quận 5. Rồi chúng ta sẽ đi Trần Hưng Đạo đây anh chị, Đồng Khánh khi xưa. Đó, những cái căn nhà này anh chị thấy mùng năm Tết rất là nhiều bà con đang về lại Sài Gòn với những cái ba lô, những cái kiện hàng ha. Đó, ở phía trước chúng ta đang là đường Ngô Quyền. Chúng ta đi một chút xíu lên khu vực Chợ Lớn, Đồng Khánh. Đây, những cái kiến trúc nhà này anh chị vẫn còn giữ được rất là nhiều cái nét cổ điển khi xưa. Đây, những cái đầu lân này, người ta bắt đầu múa lân, là cái văn hóa khu vực Chợ Lớn ha anh chị. Sinh sống ở đây lâu rồi sẽ rất là rõ. Đó, hai bên cái vỉa hè nó rất là thông thoáng anh chị. Do là hôm nay là chị mới có mùng năm Tết thôi, thành ra là nhiều gia đình đi xa họ chưa có về.
họ chưa có về. Đây, Lê Thanh, đó, khu vực Đồng Khánh với nhiều cái nhà hàng, khách sạn rất là lớn, mang cái phong cách khi xưa. Ở đây là đường Tạng Đà, chúng ta quẹo bên tay tay phải thì chúng ta sẽ về khu vực đường Nguyễn Trãi anh chị, và đi thẳng ra khu vực Hồng Bàng, đại lộ Lục Tịnh khi xưa đó. Đó, năm mới thì chúc anh chị những cái điều mới, cái gì cũng mới. Ngày mai thì đồng loạt hầu như là sẽ mở cửa lại anh chị, sẽ sinh hoạt lại bình thường, buôn bán bình thường đó, những cái công ty văn phòng đó. Chùa Bà Hải Nam, chúng ta vừa mới đi qua chùa Bà Hải Nam. Hôm nay thì mùng 5 thì rất là ít người khai trương. Ít người khai trương, người ta thường không có khai trương mùng 5 anh chị, ít lắm. Đó, đây là những cái đầu lân này, những cái đầu lân rồi ông địa ha. Đó. Đi thẳng cái hướng này luôn thì chúng ta sẽ tới cái nhà thờ, khu vực nhà thờ Cha Tam, phía cuối đường Trần Hưng Đạo anh chị, cuối đường Đồng Khánh đó. Ở phía trước chúng ta đang là đường Triệu Quang Phục, một trong những cái con đường mà nó cũng là một cái phố bán dao kéo, mài dao kéo anh chị, rồi bán các cái đầu lân đó, ngã tư Triệu Quang Phục với lại Trần Hưng Đạo, Đồng Khánh khi xưa đây. Rồi, mời anh chị chúng ta băng qua cái ngã tư này ha. Anh chị thấy là cũng khá là nhiều người đó, đường phố đó, nhưng mà như vậy là vắng rồi đó anh chị. Ngày bình thường nó còn đông hơn như vậy rất là nhiều. Đó, đa số là các cái công ty, các cái ngân hàng thì người ta chưa có làm việc lại, chỉ có một số thôi, một số ít thôi. Số ít các cái công ty người ta bắt đầu mở cửa nhưng mà cũng không có hoạt động đâu anh chị. Trên đường này thì chúng ta cũng đi qua cái khách sạn Đồng Khánh, Hotel Đồng Khánh. Đó, chúng ta đi qua. Nó nằm ở phía dưới kia rồi, chúng ta đi qua rồi. Cái đường Trần Hưng Đạo này thì nó sẽ chia làm hai, một tuyến là đi xuống quận nhất là Trần Hưng Đạo, còn một tuyến là đi lên Chợ Lớn là Đồng Khánh. Phía trước anh chị đây đang là đường Châu Văn Liêm, khi xưa nó là Tổng Đốc Phương. Chúng ta quẹo trái thì chúng ta sẽ đi ra khu vực đường Hải Thượng Lạng Ông, khi xưa là đường Khổng Tử và Bưu Điện quận 5. Đó, chúng ta lang thang chút xíu ha. Những cái khách sạn rất là lâu đời rồi, quán ăn nè, quán ăn thì mấy ngày hôm nay thì người ta mở cửa rồi anh chị, bởi vì phục vụ ăn uống thì nó sẽ mở cửa sớm hơn là những cái cửa hàng, những cái công ty buôn bán. Đây, chúng ta sẽ đi qua cái vòng xoay nhiều kỷ niệm ngay cái thương xá Đồng Khánh đây anh chị. Thương xá Đồng Khánh vắng tanh ha, đóng cửa, chắc là cũng ngày mai người ta mới mở cửa lại anh chị. Đây, thương xá Đồng Khánh đây. Đó, ngày thường nó đông đúc, nó nhộn nhịp biết bao nhiêu thì ngày Tết nó lại vắng vẻ biết bấy nhiêu. Và em rất là thích cái không khí này anh chị. Một năm thì cũng có mấy ngày thôi, chứ không, cũng không có nhiều. Đó, chợ Kim Biên ha, cũng chưa có mở cửa. Đây, Thánh Francisco Xavier, cái đền thờ, cái nhà thờ Francisco Xavier. Đây anh chị, nhà thờ Francisco Xavier đây. Và đây là đường Học Lạc,
chúng ta quẹo trái đường Học Lạc này ha, chúng ta ra khu vực Hải Thượng Lãng Ông, Lê Quang Sung. Đây, em sẽ chia sẻ cho anh chị một chút xíu cái hình ảnh về đường phố của Sài Gòn Chợ Lớn mình, khu vực đường Hải Thượng Lãng Ông, đường Trần Hưng Đạo, Đồng Khánh khi xưa anh chị. Ở đây nè, ở đây cái khu vực này là trước Tết là tới ngày 30 người ta vẫn bán buôn rất là sầm uất. Nó giống như là không có nghỉ Tết vậy đó. Hôm nay thì nó vắng vẻ rồi. Đó. Đây chợ Kim Biên. Anh chị xem một chút xíu luôn. Sạch sẽ quá ha. Để chúng ta dạo vòng quanh một chút xíu chợ Kim Biên. Ngày thường con đường này là xe máy đi nhiều khi còn vất vả đó anh chị. Hôm nay thì người ta vẫn nghỉ ngơi. Đó. Khu vực chợ Kim Biên này thì cũng có kế hoạch dời đi rất là lâu rồi, nhưng mà tới giờ thì vẫn chưa dời được. Người ta gọi là chợ thần chết đó anh chị. Bán rất là nhiều cái hóa chất. Và khi xưa thì cũng cháy một lần ở khu vực này là cháy một lần ở khu vực này. Đó, tới bây giờ. Rồi, chúng ta sẽ rẽ phải ha. Đi xuống khu vực Bưu Điện quận 5. Đây, còn bán pháo đây. Cái đêm 30 Tết. Pháo bông của thành phố bắn thì khoảng 15 phút, chứ pháo của nhà dân bắn ở khu vực lòng vòng Chợ Lớn này thì trời ơi bắn nhiều hơn cả thành phố luôn anh chị. Rất là nhiều. Đùng 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 suốt đêm. Bây giờ thì vẫn còn nhiều người bán buôn. Khu vực đường Hải Thượng Lãng Ông, Khổng Tử khi xưa đây anh chị. Vắng vẻ rất là nhiều rồi. Và ở đây thì ở đường Hải Thượng Lãng Ông này thì người ta bán xuyên Tết luôn, qua mùng 1, mùng 2 gì đó, cho nên là chắc chắn là người ta nghỉ Tết nó sẽ lâu hơn. Nó sẽ lâu hơn là những cái nơi khác. Bây giờ là người ta mới bắt đầu nghỉ Tết ăn chơi. Đây, lên cầu Trà Và anh chị. Còn em thì em đi qua khu vực Bưu Điện quận 5 này. Đó, anh chị ngắm nhìn lại cái bưu điện nè. Đó. Chúng ta đi thẳng hướng này thì chúng ta đi ra ngoài khu vực đại lộ Võ Văn Kiệt ngày nay. Xưa kia thì nó là cái bến bến Lê Quang Liêm. Đây là đường Trịnh Hoài Đức nè anh chị. Trịnh Hoài Đức. Rồi chúng ta đâm thẳng thì kẹt rồi. Đi lên cầu Trà Và. Đó, ở đây chúng ta có cái chợ nguyên vật liệu Đại Quang Minh nè. Rồi, đây là đường Mạc Cửu. Nằm bên hông của Bưu Điện quận 5. Đó, vòng vòng một chút xíu khu vực Chợ Lớn. Những cái địa điểm mà thường ngày thì nó khá là thân thuộc với anh chị. Ngày Tết, ngày lễ thì nó mang một cái không khí nó khác hơn chút xíu. Đây là cái vòng xoay. Trước vòng xoay, trước bưu điện đây anh chị. Để chúng ta sẽ đâm thẳng qua đường Tổng đốc Phương khi xưa. Ngày nay nó là đường Châu Văn Liêm. Để chúng ta xem những cái hình ảnh của Sài Gòn mình, khu vực ở Chợ Lớn. Đây, bán buôn nón bảo hiểm này. Cái không khí nó bình bình yên anh chị ha. Nó không có quá vắng vẻ nhưng mà nó rất là thông thoáng. Đó, những cái vỉa hè thì nó
sạch sẽ hơn, nó không có bị lấn chiếm nhiều. Đó. Mùng năm thì em làm một cái video ngắn về đường phố như vậy chia sẻ cho cô chú anh chị. Mùng năm thì nói chung là cũng rất là nhiều người không có xuất hành đâu. Nhưng mà em thì em cứ làm thôi. Mình cứ làm thôi. Cũng không vấn đề gì. Rồi, phía trước anh chị sẽ là đường Hồng Bàng, khu vực Nam Kỳ Lục Tỉnh khi xưa nè anh chị. Đó. Tết thì càng ngày thì nó cũng càng bớt nhộn nhịp đi, và bớt người ta bớt ăn Tết nhiều, nó cũng bình thường hơn. Ngày Tết á, thì khi xưa thì sum họp bên gia đình, nấu bánh chưng bánh tét, rồi gói bánh cốm, rồi rang hạt dưa, làm mứt dừa. Ngày nay thì cái gì nó cũng có hết anh chị, không có thiếu gì hết. Rồi người ta cũng ít về thăm gia đình, người ta đi chơi, đi những cái chuyến du lịch. Đây là Hồng Bàng anh chị, đại lộ Lục Tỉnh khi xưa. Em rẽ cái hướng này thì chúng ta sẽ đi lên khu vực cây gõ, và chúng ta sẽ đi ngang cái tòa nhà ba cây nhang, tòa nhà Thuận Kiều Plaza đó. Nói lại một chút xíu về ngày Tết khi xưa anh chị ha. Ngày xưa thì nó vui lắm, nó nhộn nhịp bên gia đình. Ngày nay thì người ta cá nhân nó nhiều hơn, người ta mang tính cá nhân nhiều hơn, đi chơi, chụp hình check in những cái điểm nào đó cho mình, gia đình thì nó dành, người ta dành ít thời gian hơn. Dần dần cái Tết nó cũng trở nên những cái chuyến du lịch thôi, chứ nó cũng chưa không có mang cái tính chất cổ truyền nhiều nữa. Đây bên Thuận Kiều Plaza người ta gắn những cái đèn lồng đẹp quá ha. Đó, bên phải là chợ Tân Thành. Không biết thì hôm nay thì người ta đã khai trương hay chưa anh chị. Có thời gian thì em sẽ quẹo chợ Tân Thành chút xíu, cho anh chị xem cái không khí của chợ Tân Thành ngày mùng năm Tết ha. Thì chắc là cũng chưa khai trương đâu. Đó, một chút xíu cái hình ảnh về Sài Gòn, chợ lớn, khu vực chợ lớn trong cái ngày đầu năm, ngày mùng năm Tết, gửi đến cho cô chú anh chị. Ở đây là chúng ta có đường Tạ Uyên. Đi thẳng Tạ Uyên này thì chúng ta sẽ đi ra khu vực đường Trần Quốc Toản. Xưa kia, ngày nay đó là đại lộ 3 tháng 2 đó. Như vậy là em cũng xin phép được kết thúc cái video của mình ngắn ngắn như vậy thôi. Anh chị cũng dễ dàng cũng dễ dàng xem, thời gian nó ít lại ha. Rồi, chúc cô chú anh chị những cái ngày đầu năm nó có nhiều cái niềm vui, có nhiều cái điều may mắn tới cho mình. Thì người ta thường nói là đầu xuôi thì đuôi lọt anh chị. Đầu năm nó có cái lọc nho nhỏ, về cái gì cũng được, về công việc làm ăn, về tình duyên gia đạo, về quan hệ gia đình, hạnh phúc gia đình, như vậy cũng rất là vui rồi ha. Thì đây là con đường Nguyễn Chí Thanh giao với đường Tạ Uyên đó. Thì chúng ta đứng dừng đèn đỏ, phía trước thì chúng ta chạy ra khu vực 3 tháng 2 rồi. Thì thôi, em cũng xin phép được kết thúc cái video tại cái ngã tư này, gửi đến cho anh chị những cái lời chúc lúc nãy, để anh chị có thêm cái điều may mắn, có thêm cái niềm vui trong ngày ha. Rồi, hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những cái video sau trên kênh của Lovely Sài Gòn.